Được sống khỏe mạnh là một đặc ân mà cuộc sống ban tặng. Nhưng ở đâu đó, xung quanh chúng ta luôn có những mảnh đời bất hạnh. Họ, những con người luôn cố gắng vươn lên sự nghèo khó, nỗi cơ cực, vững tin về một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng rồi chẳng may, lâm cảnh, bệnh tật hiểm nghèo, cuộc sống vốn dĩ khó khăn nay lại càng khốn khó hơn. Phải chịu cả nỗi đau tinh thần lẫn thể xác khi vừa lo toan cho cuộc sống hàng ngày, vừa phải chống chọi với bệnh tật. Phát huy truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, thông cảm sâu sắc với hoàn cảnh của người nghèo, chẳng may lâm bệnh mà không có điều kiện chữa trị. Thấu hiểu được nỗi đau thương, mất mát của người bệnh phải chịu đựng. Trong những năm qua, Bệnh viện Ung Bướu đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa vô cùng to lớn như cắt tóc, gội đầu miễn phí. Đặc biệt là đã tổ chức thành công chương trình Xuân Yêu Thương, qua đó nhằm xoa dịu những nỗi đau tinh thần lẫn thể xác của người bệnh. Với mong muốn được sưởi ấm cho những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên tinh thần, đồng thời sẻ chia, giảm bớt phần nào những khó khăn cho các hộ gia đình nghèo. Vào đầu tháng 8 này, Bệnh viện Ung Bướu tổ chức đêm nhạc từ thiện nhằm tha thiết kêu gọi và kính mong các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hãy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc. Qua đó, kết tinh những tấm lòng nhân ái của cá nhân hướng về cộng đồng trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội, hãy cùng chung tay giúp đỡ. Chương trình sẽ được tổ chức vào đầu tháng 8 và được phát trực tiếp trên trang Nghệ An, fanpage Bệnh viện Ung Bướu bởi công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Vinh Media. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ từ những tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các anh chị em và các bạn cùng góp sức, kết nối yêu thương, giúp chương trình của chúng tôi có thể thành công tốt đẹp. Chúng tôi cam kết món quà của các nhà hảo tâm sẽ được sử dụng đúng mục đích, trao tận tay tới người bệnh và gia đình người bệnh. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại hotline bệnh viện 1900 06 86 81. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.